Từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6, cảnh sát giao thông kiểm tra và 8 lỗi vi phạm này, nhất là nồng độ cồn. Hôm giờ đi đường, mình thấy lác đác vài chỗ đã có đông người tụ tập ăn nhậu hay một số cung đường vắng xuất hiện đua xe. Cập nhật thông tin để các quý vị cùng biết nè. Theo tin mình đọc trên cảnh sát giao thông của Bộ Công an, thì trước diễn biến phức tạp trở lại của tình hình trật tự an toàn giao thông, nhất là sau dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, cũng như chính sách nới lỏng giãn cách xã hội, phòng chống dịch COVID-19, Cục Cảnh sát Giao thông đã ban hành kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ trên toàn quốc. Kế hoạch tổng kiểm tra kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ trên toàn quốc được thực hiện trong vòng một tháng, bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 năm 20 cho đến hết ngày 14 tháng 6 năm 20. Được biết, kế hoạch này nhằm thực hiện nghiêm túc có hiệu lực luật phòng chống tai hại của rượu bia, cũng như việc thực hiện Nghị định 100 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và kế hoạch phòng chống đua xe trái phép của Bộ Công an. Theo đó, các loại xe sẽ được kiểm soát trên toàn quốc gồm xe mô tô, xe ô tô con, ô tô vận tải container và ô tô khách. Trong thời gian thực hiện kế hoạch này, cảnh sát giao thông ở các đơn vị địa phương được quyền dừng các phương tiện để tập trung xử lý nghiêm các vi phạm sau đây. 1. Về nồng độ cồn, đối với người lái xe ô tô, phạt tiền từ 6 triệu đến 8 triệu nếu lái xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu, hoặc chưa vượt 0,25mg trên 1 lít khí thở, và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng, phạt tiền từ 16 triệu đến 18 triệu nếu lái xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng vượt quá 50mg trên 100ml máu đến 80mg trên 100ml máu, hoặc vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở đến 0,4mg trên 1 lít khí thở, và bị tước quyền giấy phép lái xe từ 16 đến 18 tháng, phạt tiền từ 30 triệu cho đến 40 triệu nếu lái xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 1ml máu, hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, hoặc không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ, và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Còn tiếp, các bạn nhớ bấm like, bấm chuông, bấm đăng ký để theo dõi những phim sau. Cảm ơn các bạn.